Hello, xin chào các bạn. Hôm nay sẽ quay trở lại với các bạn tiếp tục cái vlog tập 2 ha. Thì cái tập 2 này á thì Phương sẽ chia sẻ lại, kể lại cái quá trình mà Phương đi đăng ký tham gia xem công nghệ của ứng dụng SunXM. Thì cái hôm mà Phương đi đăng ký các bạn, nó cũng xảy ra nhiều việc rất là vui. Đó. Thì Phương nó qua cái việc mà Phương đi đăng ký như vậy á, thì Phương thấy rằng á, trong cái kênh của Phương nó có cái danh sách là công nghệ và đời sống á các bạn. Thật sự là nó rất hữu ích luôn, nó rất là hay ho luôn. Mà tại sao thấy rất là nhiều người ít xem, rồi không có xem, rồi không có quan tâm. Ví dụ như không có xem kênh mình thì xem, không có xem kênh của Phương thì xem kênh của một ai đó, để mà mình biết, mình tự trau dồi và mình chuẩn bị những cái thủ tục, những cái giấy tờ nó cho nhanh gọn, để mình có thể đáp ứng ngay tại cái chỗ mà mình đăng ký chạy xe ôm công nghệ luôn. Đó. Thì cái sự việc đó xảy ra là như vậy nè các bạn. Thì để mà đăng ký tham gia làm tài xế xe ôm công nghệ cho ứng dụng SunXM thì chúng ta tới cái địa điểm, cái văn phòng của công ty và chúng ta đăng ký. Và lúc mà vừa bước vào cửa rồi á, thì các bạn sẽ thấy một cái tờ giấy thông báo lớn ở trên, dán trên tường, thì yêu cầu có những cái giấy tờ bắt buộc. Khi mà bạn phải có những cái giấy tờ đó thì các bạn sẽ bước được qua cái dòng cửa vào bên trong đó. Thì những cái giấy tờ mà cần bắt buộc là cái gì? Cái đầu tiên là cái căn cước công dân, cái thứ hai là cái bằng lái A1 đó. Đây là hai cái điều kiện tiên quyết đó. Điều kiện tiên quyết nha các bạn, để các bạn bước vào cái vòng cửa đó. Và cái giấy tờ thứ ba đó chính là cái giấy lý lịch tư pháp số 2. Nếu mà các bạn chưa có được cái bản chính cầm trên tay thì ít nhất các bạn phải có được cái giấy hẹn hoặc là cái tờ biên lai các bạn đóng tiền để làm cái tờ giấy đó rồi. Đó là cái tờ giấy thứ ba rồi. Và đó là những cái giấy tờ cần thiết mà các bạn dùng để đăng ký làm tài xế xe ôm công nghệ ha. Và cái cuối cùng, có một cái cuối cùng nữa các bạn, là bên phía SunXM yêu cầu các bạn phải có một cái tài khoản của ngân hàng BIDV. Em các bạn, là chúng ta cần phải còn thiếu một cái nữa. Tự nhiên giơ lên năm ngón tay nhìn cái ngón cái mới nhớ, là các bạn phải sở hữu một cái số điện thoại, một cái SIM chính chủ. Cái là cái mục thứ năm này nè, cái SIM chính chủ này nè, Phương cũng đã làm clip ở trong cái kênh căn bản sống, Phương đã nói rồi. Ở Phương nói là có rất là nhiều người xài một cái số điện thoại mấy năm trời, mười mấy năm trời, nhưng mà khi kiểm tra ra rồi, cái số điện thoại đó không có đứng tên của các bạn. Hầu như ít ai để ý cái này lắm. Đó. Mà mình làm lên á, mình chia sẻ những cái mà nó thiết thực trong đời sống á, là không ai quan tâm, không ai biết, cho tới khi mà mình đụng chuyện rồi, mình cần rồi á, thì mình mới vỡ lẽ ra, ủa từ nào giờ nó vậy hả? Thì bây giờ, hiện tại bây giờ các bạn mà ai đang xài SIM số điện thoại á, các bạn có thể sử dụng cái cú pháp như sau, là TTTB khoảng trắng rồi số căn cước công dân của các bạn gửi cho cái số 1414, thì nó sẽ trả lời lại cái tin nhắn, cái thông tin là ai đứng tên cái số điện thoại này, cái SIM này trong cái mục tin nhắn cho các bạn xem ha. Ví dụ như tên các bạn thì nó sẽ hiện ra tên các bạn, rồi số căn cước công dân, rồi tất cả những thông tin của các bạn luôn. Còn nếu mà không phải tên của các bạn là các bạn hiểu đó, từ nào giờ các bạn chưa đăng ký thông tin cho cái số SIM đó ha. Đó thì đó là cái quá trình mà các bạn cần phải có 5 cái thủ tục, 5 cái loại giấy tờ từ phía công ty SunXM yêu cầu thì các bạn mới đăng ký được thành công. Ha các bạn. Nè, như Phương nè, cầm cho các bạn coi. Căn cước công dân nè, bằng lái nè. Đó. Lý lịch tư pháp nè, đây là bản gốc trên tay nè các bạn. Đó. Rồi, SIM, một cái SIM chính chủ đứng tên của các bạn. Rồi một cái điện thoại smartphone mà để hoạt động tốt á, để mà tham gia chạy tốt thì yêu cầu các bạn phải có một cái smartphone nha, tầm trung thôi các bạn, không có cần cao cấp lắm đâu. Tại vì sao? Đây là cái thiết bị mà giúp cho tài xế liên hệ được với khách hàng, cũng như là
giúp cho hỗ trợ cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn chạy xe. Vì sao? Các bạn phải sử dụng Google Maps rất là nhiều. Tại vì không thể nào ai mà biết hết được tất cả những con đường ở Sài Gòn được. Hoặc là những bạn ở tỉnh thành, là ở những cái tỉnh lên thành phố các bạn chạy xe thì làm sao các bạn biết được đường trong thành phố, đúng không? Các bạn cũng phải sử dụng Google Maps thôi. Bởi vậy các bạn cần phải có một cái điện thoại smartphone tầm trung, nhưng mà ít nhất nó phải có mạng 4G nha các bạn. Tại vì các bạn phải cho nó mở 4G liên tục. Tại vì nói nôm na chúng ta làm việc online mà. Làm việc online lúc nào cũng phải mở ứng dụng lên là cho nó online. Đó. Thì khi mà có thông báo là có thông báo là khách đang cần cuốc xe thì mình mới chạy tới mình rước khách. Đó là cái quy trình là như vậy. Thiết bị á, đồ nghề, có thể nói đây là đồ nghề các bạn. Đồ nghề nè. Đó, đây là hai cái đồ nghề ha. Thì đó là những cái thủ tục mà các bạn cần để dùng để đi đăng ký chạy xanh SM. Rồi, thì bây giờ mới nói ra cái việc ở ngoài lề một chút xíu. Phương nói về cái phiếu lý lịch tư pháp. Đó, phiếu lý lịch tư pháp. Thì khi mà Phương vào cái chỗ mà đăng ký các bạn, thì nó có hai cái bàn, nó có hai cái khu, ba cái khu luôn chứ. Một cái khu là cái ông cung cấp SIM 4G. Một cái khu là bên cung cấp dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp. Một cái khu là nhân viên ngân hàng BIDV hỗ trợ tạo tài khoản ngân hàng. Thì lúc mà Phương vô, Phương nhìn ba cái ô đó, thật sự Phương biết ba cái ô đó làm chi, mà quá trời người bu ba cái ô đó luôn. Có nghĩa là sao? Xài điện thoại không biết tìm gói 4G hàng tháng để đăng ký cho SIM của mình. Rồi, phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không chủ động đi lên sở tư pháp làm hoặc là làm online. Như cái tờ phiếu lý lịch tư pháp số 2 của Phương là Phương làm online trên trang dịch vụ công quốc gia. Phí tốn hết là 210.000. Chính xác á, là các bạn chỉ tốn 200.000 thôi. Tuy nhiên Phương làm thêm 2 bản nữa thì nó tính thêm 10.000 là 210.000. Thời gian hoàn thành là 20 ngày. Đó. Đăng ký làm online, đóng tiền online, rồi có lịch hẹn 20 ngày sau lên sở tư pháp lấy về. Còn ai mà không làm online được, không rành máy vi tính thì sáng sớm, phải dùng từ sáng sớm nha các bạn, sáng sớm lên sở tư pháp lấy số thứ tự, rồi vô điền làm xong. Các bạn chỉ tốn 200 ngàn thôi. Nếu mà các bạn lên làm dịch vụ ở ngay chỗ công ty Xanh SM luôn á thì nó có thể tốn gần 500 ngàn. Gần 500 ngàn phí, không các bạn? Rồi, kế đến cái ô của nhân viên ngân hàng BIDV. Các bạn làm vậy chi thật sự luôn không hiểu. Các bạn chỉ cần đang xài smartphone đúng không? Thì vô App Store hoặc CH Play tải cái app, tải cái Internet Banking của cái ngân hàng BIDV về. Vào mở cái app đó lên, thì lúc nào trong một cái app ngân hàng nó cũng có cái mục là đăng nhập. Nếu mà các bạn đã có tài khoản rồi thì các bạn đăng nhập, còn các bạn chưa có tài khoản ngân hàng thì các bạn tạo mới ha. Bây giờ những cái app đó nó sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt không à, tạo mới. Lúc mà Phương lên là Phương không biết là yêu cầu phải cần có ngân hàng BIDV. Ở trong quá trình Phương chờ cái Phương tải cái Internet Banking của BIDV về, cái xong Phương tải rồi Phương tạo số tài khoản luôn, tạo số tài khoản online thôi, mình khỏi cần phải tạo thẻ vật lý gì chi. Tại mình quá nhiều tài khoản ngân hàng rồi. Các bạn chỉ cần tạo số tài khoản của BIDV. Đó, có số tài khoản để các bạn nộp cho công ty là xong. Rồi khi mà tiền bạc chỉ vô tài khoản đó thì từ cái tài khoản đó BIDV các bạn chuyển qua cái ngân hàng mà các bạn hay xài để sử dụng. Các bạn không cần tạo quá nhiều thẻ. Và nó giải quyết nhanh gọn lẹ trong tích tắc cỡ 5-10 phút. Những cái app mà tạo tài khoản online á, tạo số tài khoản ngân hàng online thì chỉ cần yêu cầu các bạn là có căn cước công dân ha, để các bạn quét sinh trắc học tại chỗ luôn là xong. Đó là giải quyết cho ba cái vấn đề, ba cái ô mà của nhà mạng nè, SIM 4G nè, rồi ô lý lịch tư pháp nè, rồi ô của nhân viên ngân hàng. Phương thấy quá nhiều người bu cho mấy cái ô đó luôn, mà trong khi những cái đó mình có thể làm được, mình có chủ động được các bạn. Còn cái việc lúc mà đi đăng ký thì Phương cũng quan sát các bạn, thì Phương thấy
Bữa đó Phương đi á các bạn, thì Phương thấy tất cả những cái thành nhiều nhiều thành phần lắm, già trẻ lớn bé nè, trai gái nè, các bạn sinh viên hoặc là các anh chị lớn, người ta vẫn đăng ký đi làm. Thì ngẫm ra mới thấy là nó cũng rất là bình thường các bạn, cũng rất là bình thường. Thì do cái nhu cầu lao động càng ngày nó càng nhiều, người ta muốn có người muốn kiếm thêm, có người muốn làm việc làm ở cái khoảng thời gian trống, có người thì muốn trải nghiệm, có người thì thích chạy xe, nó nôm na như vậy các bạn. Điển hình hôm qua là kênh của Phương có một bạn vào viết một cái comment là từ lúc mà bắt đầu học chạy xe từ kênh của Phương, chạy xe xong bây giờ bạn ấy lên đây rồi đăng ký chạy ứng dụng Bi đó, thì cũng thấy khá là vui. Thì xét cho cùng thì bây giờ Phương với bạn ấy đang là đồng nghiệp đó các bạn. Rồi thì qua cái chia sẻ này, Phương muốn nói một việc á, là hiện tại bây giờ các bạn, năm 2024 này rồi á, thì khi mà các bạn làm bất cứ một cái gì á, thì Phương thấy bây giờ nó cũng đều liên quan tới công nghệ hết các bạn. Bởi vậy cái nào mà các bạn sử dụng được công nghệ cho cái hạng mục đó thì các bạn sử dụng một cách nó triệt để ha, nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian và tiền bạc rất là nhiều luôn đó. Cái vấn đề là các bạn khi các bạn chưa đụng chuyện á, thì các bạn sẽ thấy nó không quan trọng, nó không cần thiết. Nhưng khi mà các bạn vào để sử dụng những cái đó để làm việc cho mình thì các bạn mới thấy là nó rất là quan trọng ha. Khởi nguồn lại ở đầu tiên của kênh của Phương, Phương có làm cái clip là email là gì các bạn. Thì bây giờ các bạn mà muốn chạy xe ôm công nghệ là các bạn phải có một cái email. Để khi mà công ty nó có cái thông báo hay nó có một cái gì đó nhắc nhở các bạn, nó sẽ nhắn vô cái email cho các bạn đó. Rồi kế đến là số điện thoại của các bạn ha. Đó. Ngoài nhắc số điện thoại mới nhớ, bây giờ những ai mà số điện thoại chưa kiểm tra coi cái đã đăng ký tên giống của mình chưa, chính chủ là mình chưa nha. Thấy rất là nhiều người xài số điện thoại mấy chục năm mà lúc mà kiểm tra ra là cái số điện thoại nó đứng tên ai. Khi các bạn sẽ thấy được cái ngắm cái đòn mà các bạn sẽ bị ngắm cái đòn là số điện thoại không phải đứng tên mình, khi mà các bạn bị mất điện thoại, mất luôn cái sim đó, các bạn cầm giấy tờ ra nhà mạng để các bạn làm lại cái sim á, sẽ rất là cực nha các bạn. Đó. Bên đại lý nhà mạng nó sẽ hỏi các bạn rằng anh chị có đứng tên cái sim đó đúng rồi đúng không? Không. Cái xong bạn đưa căn cước công dân cho nó kiểm tra ra, nó cái số này không phải đứng tới cái tên này, giờ sao em làm lại được. Mà trong khi các bạn sử dụng cái điện thoại, cái số sim đó các bạn đăng ký mạng xã hội nè, rồi app ngân hàng nè, rồi những app khác nó gửi mã OTP gì cho cái số sim đó, mà các bạn không làm lại được cái sim đó là các bạn ăn hành luôn. Bởi vậy lưu ý ở cái chỗ sim chính chủ. Các bạn soạn với cái cú pháp là TTTB khoảng trắng, số căn cước công dân gửi cho 1414, hoặc là TTTB gửi cho 1414 thôi, là các bạn sẽ có được câu trả lời là mình có đứng tên cái sim đó hay không. Rồi còn lý lịch tư pháp thì các bạn làm online trên dịch vụ công quốc gia, nếu không thì các bạn ra sở tư pháp làm, cầm giấy hẹn lên. Phương theo như thông tin Phương cập nhật á, thì do cái lượng tài xế đăng ký chạy xanh M càng ngày càng quá đông, nên ở trên công ty nó chỉ một tuần nó chỉ có 2 ngày làm việc để nhận đăng ký mới thôi, đó là thứ hai và thứ năm đó. Thì các bạn thấy là bây giờ á, số lượng tài xế đăng ký quá đông đó, cái thì bởi vậy họ mới rút lại cái ngày cho đăng ký. Bởi vậy nếu mà các bạn không chuẩn bị được giấy tờ đầy đủ hay là những các bước mà cần thiết để lên đăng ký một phát một ok luôn á, thì nó sẽ rất là tốn nhiều thời gian ha. Đó, tốn nhiều thời gian. Rồi và câu hỏi nữa là Phương thấy có nhiều người hỏi mình á, là lúc mà đăng ký chạy cái này thì có tốn tiền không? Thì sao không tốn các bạn, làm gì cũng tốn tiền hết á. Thì số tiền đầu tiên, tổng số tiền đầu tiên mà Phương đầu tư vô để làm cái công việc này là hết 1 triệu, để coi 1.720.000 nha các bạn. Các bạn sẽ đóng tiền cọc cho công ty 1 triệu nè, mua đồng phục là hết 510 nè, Phương làm lý lịch tư pháp hết 210 nè, tổng cộng là 1.720.000 đó. Bởi vậy thì các bạn cứ lanh quanh, các bạn cứ cầm 1.700.000 trước đi.
Chiều 7 với điều kiện là các bạn phải chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ nha, đừng có phát sinh gì từ phía dịch vụ hết nha. Hiện tại bây giờ đi làm á, thì Phương thấy bên phía SanM nó chưa có đòi hỏi là làm giấy khám sức khỏe đó. Trong tương lai không biết làm sao đó nha. Đó, lúc đó lại tốn bộn hơn nữa. Đó. Thì đó, qua cái clip này muốn chia sẻ các bạn biết rằng á hả, công nghệ và đời sống bây giờ nó rất là gắn bó chặt chẽ với nhau ha. Bởi vậy phải cập nhật thường xuyên. Đó. Rồi, thì đây là cái vlog mà Phương chia sẻ là cái quá trình mà Phương đi đăng ký SanM. Hẹn các bạn ở tập kế tiếp. Tập kế tiếp thì Phương sẽ nói về cái quá trình mà Phương đăng ký làm các giấy tờ liên quan tới bảo hiểm xã hội. Đó. Tại vì Phương mới nghỉ công ty mà các bạn. Thì đó. Những cái chia sẻ của vlog luôn luôn nó sẽ gắn liền với những cái nội dung có chủ đích và có một cái chút gì đó hướng dẫn cho các bạn sẽ gặp ở trong tương lai ha. Rồi, clip tới đây cũng khá dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tới nha.